ơi, mọi người thấy cái con xe gì mà đang đổ gan tim mà nó cứ ra khói này không mọi người nhỉ? Đó, hàng gì đấy mọi người? Hàng gì mà hàng Honda đấy mọi người nhỉ? Đó. Thì hôm nay cửa hàng Soi Phương Nam mình sẽ lên được giới thiệu đây một chiếc siêu phẩm 2 thì. Mọi người, siêu phẩm này siêu phẩm đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn. Được mang khối động cơ 150cc, chạy ngon cực kỳ luôn. Bao đường trường luôn nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy từ xa nó có đẳng cấp không chứ lị. Đó, quá đẳng cấp luôn. Rất là VIP nha, mình vừa mới về luôn thôi này. 2 thì nhá, 2 thì đàng hoàng nhá, 2 thì chạy sang pha nhớt nhá. Đấy, để mình đi bao quát dàn ngoài trước của em siêu phẩm 2 thì Honda này đàng hoàng nhá. Đấy, gương kiểng này, RCB nhá, ngon lành luôn. Máy là máy Honda đàng hoàng mọi người nhá. Một Honda này, hàng Honda là hàng limited nhá. Lốc máy của mình xem này, rất là sạch đẹp luôn. Đấy, bánh đằng sau là bánh đúc nguyên khối luôn nhá. Bánh đúc này, lốp này, khỏi cần bàn cải luôn, rất là dày gai. Đó, cái quả này đẹp không chứ lị quá. Cái biển thành phố Hồ Chí Minh 53S87099 này. Đó, biển số đẹp không? 7099 này. Đó, cực kỳ VIP luôn. Cái này có luôn cả cái đồ điện tử lôi lôi này. Các xích sò nhá. Đấy, mọi người thấy cái quả phuộc này có mới không chứ lị? Quá đẹp luôn chứ còn gì nữa. Đó, đẳng cấp luôn, hai bên đều y gì hết mọi người nhá. Để vào đây mình test máy này. Con xe này mình sẽ xin được phép giới thiệu nhá. Rớt máy là nổ, rớt dép là nổ này. Bật chìa khóa lên. Xong rồi là đạp một phát. Đó, đẳng cấp chưa? Đẳng cấp chưa? Quá đẳng cấp luôn. Như Sibo, nhưng cái này đẳng cấp hơn Sibo rất nhiều. Như này. Mọi người thấy đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn. Thay vì mình bỏ ra một con số để mua Sibo thì sao cũng không lựa chọn con này. Tại vì sao? Tại vì con này rất là xịn sò luôn. Quá đẳng cấp VIP Pro nhá. Mọi chức năng trên xe như là quạt đèn đề thì không thể nào mà thiếu, chứ là xe 2 thì mà đẹp xuất sắc này rồi. Đó, quá đẳng cấp luôn. Đó, quạt đèn đề không thiếu luôn nhá. Xi nhan trái phải này ok hết luôn, khỏi cần suy nghĩ điều gì rồi. Con này hiện tại mình đang để lại khá là rẻ thôi. Tại vì bữa nay mình có cái chương trình gọi là xả lỗ tri ân khách hàng. Hiện tại bữa hôm mình bán em này tới là cả mấy chục củ cơ. Mình xả lỗ hẳn em này hẳn còn có là 20 củ. Hiện tại thì còn có 75 củ thôi. Đấy, 95 mà xả 20 củ còn có 75 củ thôi nhá, mọi người không nhầm đâu. Trả góp đi trước mình 45 củ nhận xe, mình xả lỗ em này hẳn 20 củ nhá, mọi người không nhầm đâu. Đấy, có đẳng cấp không chứ đi, quá đẳng cấp luôn. Mọi người cần thì có thể liên hệ mình ngay luôn nhá. Tại vì sao? Tại vì nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì sao? Chậm tay thì mất chưa làm sao đúng không ạ? Quá đẳng cấp luôn, lên mình một số món ốc titan này, két nước siêu to khổng lồ nhá, quá VIP Pro luôn. Đấy, mọi người cần có thể liên hệ mình ngay luôn nhá. Xe cực kỳ VIP luôn này mọi người.